Mời các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Khu vực Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng yếu của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nên mưa chủ yếu xảy ra vào chiều tối, một số nơi có mưa to và dông, ngày trời có nắng nhưng chưa đạt mức nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Đặc biệt là khu vực miền núi và trung du, hình thái thời tiết này có gây bất lợi cho thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nội dung sẽ được đề cập trong phần tiếp theo của bản tin. Sau đây là dự báo thời tiết khu vực Hà Tĩnh đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng, nhiều mây, ngày có nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm trung bình từ 72 đến 82%. Khu vực miền núi phía Tây, nhiều mây, ngày có nắng, chiều và đêm có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm trung bình từ 74 đến 84%. Khu vực thành phố Hà Tĩnh, nhiều mây, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ, độ ẩm trung bình từ 73 đến 78%. Khu vực thị xã Kỳ Anh, trời nhiều mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào, có lúc có mưa vừa và dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 80%. Vùng biển Hà Tĩnh có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió nam đến đông nam cấp 4, cấp 5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, trong 3 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, khu vực Hà Tĩnh nhiều mây, ngày trời có nắng, chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Riêng ngày 28 tháng 6 có nơi nắng nóng nhẹ. Mưa dông thường xuất hiện vào buổi chiều. Chính vì vậy, trước khi đi làm thủ tục dự thi, các sĩ tử nhớ mang theo áo mưa để phòng cơ thể bị ướt, ngâm nước gây nhức đầu, sổ mũi, đau họng, thậm chí là bị cảm lạnh, làm ảnh hưởng đến khả năng tập trung trong quá trình dự thi. Với các thí sinh ở địa bàn vùng núi, vùng xa, cần chủ động di chuyển sớm để phòng mưa dông kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Các bạn cũng đừng quên chuẩn bị căn cước công dân, thẻ dự thi, các vật dụng cần thiết và chuẩn bị tâm thế tốt nhất để bước vào kỳ thi. Phần cuối bản tin là dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 23 đến 32 độ. Vùng núi cao, nhiệt độ dao động từ 20 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm có mưa to, có nơi mưa rất to, ngày có mưa rào và dông rải rác. Có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ, vùng núi nhiệt độ dao động từ 22 đến 28 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, khu vực tỉnh Thanh Hóa, rải rác, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và dông, ngày có lúc nắng yếu. Các khu vực khác, ngày có nắng, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 22 đến 32 độ, riêng thành phố Đà Lạt 19 đến 27 độ. Nam Bộ, mây thay đổi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày có nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24 đến 33 độ. Bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối an lành. Công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn hân hạnh đồng hành thực hiện chương trình này.